sữa hạng mềm. Thì trở lại để giới thiệu cho những quý vị mới biết Kiệt, mới biết cái kênh thì phải biết Kiệt chỉ là người truyền tin. Kiệt không không phải thầy pháp, thầy tăng, thầy giáo hay là ông cha hay là thầy gì hết, thì chỉ là người bình thường như quý vị nha. Chị cũng không có xưng hô chị là ai, chị chỉ nói qua mở, thì ai hiểu về kinh, ai hiểu về sấm cơ thì nửa nửa muốn nghĩ kiền sao thì nghĩ, nhưng mà chị chưa có xưng hô gì hết, thì chỉ là người có đặc biệt một chút, thì có chút xíu ăn điểm của bài trên cho chị biết, và cho Kiệt lên đây để báo trước cho tất cả mọi người để mình chuẩn bị để đón Phật Di Lặc sắp ra đời, Chúa Giêsu sắp tái lâm cùng một người. Có nhiều người cứ nói kênh cái clip 143 cứ nói sao lúc anh nói Phật lúc anh nói Chúa, tại vì người ta phải vừa nhìn thấy cái tựa đó thì người ta không hiểu, thì Kiệt giải thích thì những người mà theo dõi Kiệt lâu thì hiểu được ngay. Chúa với Phật là một người ở một cái thời đại, không còn biết thời đại nào, trong khoảng thời gian đó cả địa cầu này chỉ cần một giáo chủ xuất hiện thôi thì một tiếng nói để dạy nhân, chứ không có hai giáo chủ xuất hiện thì hai tiếng nói và nói ai nghe. Thì Chúa tái lâm hay là Phật Di Lặc xuất hiện thì cũng đều là một, đó là ý việc nói như vậy. Khi qua người messenger là truyền tin của cái thời đại Tam Thế Chiến.